Xin chào bạn, mình là Me. Hôm nay mình chia sẻ về cái nón bảo hiểm dành cho xe đạp. Đây là cái nón cũ mình đội, còn đây là cái nón mình mới mua của Protect, giá là 380 ngàn mà mình thấy rất là thích, rất là hài lòng với nó nên làm video giới thiệu về nó. Đầu tiên nói về nón bảo hiểm xe đạp đi. Cái nón này nó cứu mình trong một trường hợp anh em ha. Bữa đó mình đi thì do lỗi của mình thôi, mình bị té lộn nhào luôn á. Và phía trước mà nhờ đội cái nón này và mình đã hoàn toàn không bị suy xỉn gì cả. Đây là nón Green Protect của thương hiệu Protect anh em ha. Nếu như mà anh em đã quen thuộc cái thương hiệu này thì biết được là những cái nón Protect có chất lượng build rất là tốt và giá cũng rất là rẻ luôn. Thì cái nón này mình như mình thấy là đạt tiêu chuẩn châu Âu này, đạt các tiêu chuẩn là CEGS, CPSC và nón đây là nón bảo hiểm xe đạp. Thì nón bảo hiểm xe đạp nó có đặc trưng là nó có rất là nhiều ô thoáng khí cho chúng ta đội lên đầu mà mát mẻ và nó có khí động lực học để cho chúng ta vừa đạp xe luồn gió nó đi, nó giúp chúng ta đạp được tốc độ nhanh hơn. Vì cái nón này phía trước nó có cái phần lưỡi trai này giúp che nắng. Cá nhân mình thì hồi xưa mình đội nón không có lưỡi trai và đập vào buổi trời nắng thì mình thường phải đổi thêm cái nón bên ngoài nữa, còn cái này nó có cái này nên là đỡ hơn, đỡ chống nắng. Như mình thấy là rất là ổn. Phần đệm bên trong thì đây là một cái tấm bằng vải và có thể tháo ra để giặt rửa được. Phần khung treo bên trong thì gồm có cái khung nhựa này, nó có những cái mắt nó bắt treo lơ lửng và chúng ta sẽ dán cái phần đệm này bên trong. Phần quai thì vẫn là quai xe đạp bình thường, vật liệu ABS xịn, đai đẹp, cảm giác mang thì mình thấy rất là thoải mái và đã. Nón thì rất là nhẹ, nhẹ 242 gram, vừa kích thước đầu là từ 56 cm cho tới 62 cm, tức là cái đường kính đầu của anh em á từ 56 tới 62 cm. Thì để điều chỉnh đường kính đầu thì anh em có thể vặn nút phía sau này, vặn để điều chỉnh kích thước đầu. Dành cho anh em chưa biết ha, Protect là thương hiệu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam. Nhà máy đầu tiên hoạt động tại Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là một cái doanh nghiệp xã hội có trụ sở tại Việt Nam và thành lập bởi tổ chức phi chính phủ năm 2001 của Mỹ là quỹ AIP. Lợi nhuận thu được từ nhà máy và hoạt động bán hàng sẽ được tài trợ cho các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và các dự án giáo dục về an toàn giao thông thông qua chương trình hoạt động của quỹ AIP tại Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia. Nón này tốt nhất là anh em dùng để đạp xe đạp, bởi vì đạp xe đạp thì tốc độ nó không có cao và nếu như mà lỡ bất trắc xảy ra thì nó là một thêm một cái lớp bảo vệ cho cái đầu của chúng ta. Tất nhiên là sẽ không có một cái thiết bị đội đầu nào nó đảm bảo 100% là chúng ta sẽ không có bị tai nạn hay là sẽ chống được mọi tai nạn, nhưng mà có thì nó sẽ tốt hơn không anh em ha. Mình nghĩ là với số tiền này thì mua những cái nón có thương hiệu lâu đời và lớn của những cái công ty nổi tiếng như Protect thì nó sẽ ngon hơn là việc chúng ta mua những cái nón không rõ nguồn gốc hoặc là xuất xứ từ Trung Quốc hay gì đó anh em ha. Mua đồ hiệu, đồ xịn của Protect thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Mình có để cái link này ở dưới, anh em có cần thì anh em có thể mua. Còn không thì anh em mua ở những cái cửa hàng Protect bán bên ngoài. Xin chào, hẹn gặp lại.